Lan xin chào cô chú anh chị em và các bạn đã đến với kênh Lan Thái Miền Tây. Hôm nay Lan tiếp tục chia sẻ cách làm chả hoa, làm sao cho nó dễ mà đẹp nữa, giống như cái tựa mình ghi nha. Thì ở đây Lan có những cái thành phần nguyên liệu nè, như trứng gà thì Lan có là 5 quả trứng gà, trứng gà muối. Sau đó Lan có một ít bột năng, nước, muối, đậu, đậu hòa lan và cà rốt thì mình sắc ra cộng cộng như thế này nó bằng với nhau. Cái này thì Lan chưa có đem đi luộc, tí xíu nữa Lan sẽ luộc nha. Mình lấy khoảng, mình làm nhiều thì mình lấy nhiều, còn ít thì mình lấy ít. Ở đây hôm nay Lan làm là khoảng 12-13 cọng thôi. Và một ít nấm mèo. Nấm mèo này Lan sẽ sắc nhỏ ra. Thì trước hết Lan sẽ đem đi sắc cái phần nấm mèo này nha. Nấm mèo thì các bạn có thể là mình lấy khoảng 10 tay nấm mèo nhỏ nhỏ, mình ngâm nước khoảng 2 giờ đồng hồ với nước ấm, rồi rửa cho thật sạch và lấy cái phần cùi nó ra, cái cuống ra, nó cứng lắm. Giờ mình sẽ sắc nhuyễn lại. Sắc nhuyễn như thế này. Mình sắc ra hết cái phần nấm mèo này nha. Rồi, bỏ qua một bên. Sau đó Lan lấy cái phần trứng gà. Đây là 5 quả trứng gà. Nếu như bạn nào mà sử dụng nhiều thì mình nhân lên nha. Lan cho vào đây một tí xíu muối. Xíu thôi. Một muỗng cà phê bột năng. Bột năng còn gọi là bột mì tinh đó các bạn. 2 muỗng canh nước lạnh. Mình đánh lên. Mình đánh đều nó lên như thế này. Sau đó mình lấy một cái tô. Mình gây qua nha. Cho nó được mịn hơn. Đến thì Lan sẽ đem đi chiên cái phần trứng luôn. Trước khi chiên trứng thì Lan có một cái chảo nước sôi nè. Lan sẽ luộc cái phần cà rốt với đậu nha. Nước cho thật là sôi luôn. Mình bỏ vô. Sau đó mình đảo qua. Đảo qua đảo lại. Rồi. Như thế này là mình nhắc ra luôn nha các bạn. Không để quá lâu. Sau đó mình bắt cái chảo chiên trứng lên. Chảo cũng đã nóng rồi, nhưng mà mình mở lửa dưới trung bình nha các bạn. Ở đây là cái chén dầu hành phi. Mình cho nó chút xíu. Mình quết lên nhẹ thôi nha các bạn, không có nhiều quá. Rồi, kế đến thì mình đổ trứng thôi. Giá một, cái giá của Lan múc là khoảng 150 ml á. Rồi bây giờ mình để yên nó cho nó chín nha. Phần trứng thì Lan cũng đã chiên xong rồi, bây giờ thì tới cái phần chả. Thì cái phần giò sống này á là Lan hôm nay Lan sử dụng là 600 g. Lan sẽ bỏ cái phần nấm mèo này vô thôi. Vì cái giò sống là Lan đã làm nó có mặn, có ngọt rồi, có tiêu rồi. Thì cái video mà làm giò sống với chả lụa đó thì Lan cũng đã có chia sẻ rồi. Cô chú anh chị em và các bạn hãy bấm vào đó xem nha. Lan làm là không có bỏ mỡ luôn á. Mà khi hấp ra nó vẫn trắng nha. Nó trắng thiệt là trắng là nhờ vào cái thịt của mình lựa. Mình lựa thịt mà nó trắng rồi thì nó sẽ trắng thôi. Còn mà thịt nó đỏ rồi thì làm sao mà trắng được. Cho nên là cũng phải tùy theo cái thịt nữa. Lan thì Lan có làm cái video làm chả lụa. Không có máy xay cũng có làm luôn. Và có máy xay. Rồi bây giờ trộn đều nó lên. Rồi mình đem đi cuốn thôi.
Rồi Lan chuẩn bị cuốn nha. Thì cái trứng gà mình chiên nè, có hai mặt. Một mặt ở dưới nó vàng, đẹp ha. Thì mình để phía ở ngoài, còn ở trong nó hơi xấu mình để vào trong. Thì cái mình đeo cái găng tay vào. Dầu hành hồi nãy đó, mình chét lên một miếng. Chà, chà cái tay của mình. Để chi? Để mình bóc chả cho nó dễ. Lấy một nắm nè, nó không có dính gì hết, mình có dầu rồi không có dính. Lấy một nắm khoảng 200g. Mình đặt nó vào đây. Rồi lúc này mình chải nó. Mình muốn chải sao cũng được hết. Chải giống như cơm luôn cũng được nữa. Chải giống như bánh tét cũng được luôn. Mình cho nó ngay ngắn lại nha. Rồi bây giờ bắt đầu mình ăn cái gì mình bỏ vào. Trứng cút, ố trứng, trứng gà muối. Cho nó vào đây nha. Bỏ 4-5 trứng gì cũng được. Mình ăn bao nhiêu thì mình cứ bỏ vô hết. Đang bỏ luôn, 5 trứng luôn, 5-6 trứng luôn. Rồi sau đó mình nhấn nó xuống. Rồi tiếp theo nha, cà rốt nè, đậu nè, bên đây cũng vậy. Thêm nữa nè, rồi giờ mình phủ lên thêm một miếng chả nữa, phủ hơi hơi thôi. Để nó xuống nha, rồi bắt đầu mình cuộn lại thôi. Nếu mình đeo găng tay mình khó cuộn thì mình lọc ra. Rồi kéo nó vô, mạnh vô. Hết luôn, đi qua hết luôn. Như thế này, bóp nó lại. Đẩy nó thêm một cái. Rồi xong. Sau đó mình lấy cái gáp giấy, giấy bạc để nướng. Mở nó lên, gáp lại, cuộn nó lại, cho nó qua một bên. Lan sẽ cuốn thêm một cuốn nữa. Này là chả hoa thì mình sẽ làm hoa nha. Cái thứ hai thì Lan cũng làm vậy nhưng mà Lan làm bông nha. Lan cho một ít chả lên trước. Cứ mình thấm dầu, mình sợ nó dính nhiều thấm dầu nha. Vậy là sẽ chét ra. Chét nó đều đều ra chút xíu. Để chi? Lan sẽ để cái miếng chỉ sôi lên như thế này nha. Để nó vô, ép nó xuống cho nó dính. Rồi dính rồi. Cái đến thì Lan sẽ làm nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn thì Lan lấy một thịt, Lan bỏ vô trong cái đồ bắt bông kem á. Sau đó mình cắt cái lỗ cho nó to to nha. Rồi ớp từ bên đây. Xong. Đó, vàng ra chút xíu. Cái này thì Lan làm nó nhỏ, làm giống như là một cái bông, cái giọt nước á, cái cánh hoa vậy á. Rồi mình bỏ cái màu đỏ này lên. Nó dài quá thì mình cắt bớt nha. Mình đỡ một cây thôi. Rồi sau đó gấp nó lại. Gấp như thế này. Mình ém nó lại, mình vuốt lên thành cái giọt nước nha, tạo hình cái thành giọt nước á. Rồi nó như vậy. Sau đó mình sẽ làm thêm một cái nữa.
Cái này thì Lan cũng xếp lại luôn nha. Mình xếp lại như thế này. Rồi, bây giờ Lan chuẩn bị ra đi hấp luôn. Đây. Mình cho cái này vô trước nha. Cái này mình cắt như thế này. Còn cái đòn lớn thì mình để bên đây. Với cái lửa hấp á, thì Lan sẽ mở cho thật là lớn luôn. Lan hấp trong vòng 15 phút, lửa cho thật là mạnh. Sau đó Lan sẽ hạ xuống lửa trung bình, Lan hấp thêm 20 phút nữa. Tổng cộng là 35 phút. Nhưng mà hai cái nhỏ này á, 20 phút thì Lan sẽ lấy ra trước. Còn cái này là đúng 35 phút nha. Nhưng mà mình hấp cái lửa mạnh trước rồi sau đó hạ lửa thì cái chả mình nó sẽ không có bị bung ra, bể ra. Sau khi chín rồi á, mình sẽ để ở ngoài cho nó nguội hẳn đi rồi mới cắt nữa. Đây rồi các bạn ơi, chả Lan đã hấp. Hấp xong rồi, chín rồi, bây giờ mình cũng để nguội rồi. Giờ tháo ra. Đó, nó như thế này. Đó, nó dính đều ở trên rồi ha. Giờ mình cắt thôi. Cắt coi trứng gà muối nó nằm đâu nha. Chỗ này chắc không có rồi. À, cũng có nè. Đó, mình cắt từng khoanh vừa ăn thôi. Đây. Xinh đẹp ha. Chỗ nào cũng có hết. Mình cắt hết rồi mình sẽ sắp vào trong cái dĩa thành một cái bông. Đó. Đẹp quá trời luôn. Trắng. Còn cái này là giọt nước. Mình cắt ra rồi mình cũng sắp vào luôn. Mình cứ cắt như thế này. Nhỏ nhỏ thôi. Vừa miệng ăn là được rồi. Đó. Đẹp ha. Lan đã cắt ra hết rồi, bây giờ mình sẽ sắp thành hình cái bông hoa nha. Như thế này. Rất là trắng luôn. Đẹp lắm, thơm lắm. Đó, như thế này, để Lan ăn thử luôn nha. Cái món chả hoa này á thì mình ăn với nước chanh nè, muối tiêu chanh nè, chấm vào. Thơm lắm cô chú anh chị em và các bạn ơi. Hãy làm cái chả hoa này cho gia đình các bạn ăn nha. Trong dịp những ngày Tết đến, năm mới, cho Lan gửi lời đến chúc ông bà cô chú anh chị em và các bạn có một năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, luôn luôn lúc nào cũng có món ăn ngon và mạnh khỏe. Lan cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của Lan rất nhiều. Lan hẹn gặp lại những video mới tiếp theo.